Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Thế giới nghiêng. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev mới đây tuyên bố, cách tiếp cận của chính phủ Mỹ đối với cuộc xung đột Ukraina và các hoạt động quân sự ở Trung Đông là khác biệt đáng kể. Điều này cho thấy những rủi ro của Washington trước thềm cuộc bầu cử Mỹ. Theo ông Medvedev, các vụ tàn sát ở Gaza đã làm xấu đi đáng kể vị thế của Tổng thống Mỹ Biden và cuộc xung đột quân sự giữa Israel và Iran gây ra thêm những bất ổn. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga lưu ý, cái chết của người dân ám chỉ người Nga và Ukraine là điều không đáng quan tâm đối với Mỹ, thậm chí với Washington, thương vong càng nhiều càng tốt. Từ mọi phía, Medvedev cho hay, như các quan chức Mỹ vẫn thường nói, đây là một khoản đầu tư và họ sẽ tiếp tục đầu tư. Chính vì vậy mà ngay từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, chính phủ Mỹ đã tuyên bố hỗ trợ hết mình cho quân đội Ukraine. Tổng thống Mỹ Biden hứa sẽ trang bị cho lực lượng vũ trang Ukraine những vũ khí mạnh mẽ và cung cấp lượng đạn dược cần thiết để đối đầu với Nga. Sau hai năm thực hiện các hoạt động đặc biệt trong bối cảnh lực lượng vũ trang Ukraine ngày một thất thế, lời nói của ông Biden đã không còn mạnh mẽ như xưa và sự hỗ trợ từ Washington cũng đã suy yếu. Bộ Quốc phòng Ukraine đưa tin, 9 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Dù số 25 của lực lượng vũ trang Ukraine đã đầu hàng quân nhân Nga theo hướng Abdiivka. Tuyên bố cho biết, chỉ lính dù ukraine từ một trung đội dù thuộc lữ đoàn tinh nhuệ của lực lượng vũ trang ukraine gần làng vodiane đã nhân cơ hội đầu hàng quay về phía quân nhân nga và hạ vũ khí các tù nhân cho rằng chỉ huy của họ chưa bao giờ xuất hiện ở tuyến đầu và các mệnh lệnh được đưa ra từ xa thông qua sóng vô tuyến họ cũng nói thêm rằng bản thân được sử dụng như bia đỡ đạn bất chấp tổn thất to lớn một tù nhân tên alexander nói cấp trên của chúng tôi không quan tâm đến chúng tôi họ không muốn đến các vị trí để đánh giá tình hình Ngoài ra, những người đầu hàng còn ghi nhận việc lập kế hoạch tác chiến kém, đào tạo chỉ huy kém, tổn thất to lớn về nhân lực và trang thiết bị, cũng như sự hoảng loạn trong các đơn vị. Ngoài ra, họ còn chỉ ra việc thiếu huấn luyện quân sự chuyên nghiệp và dự kiến sẽ không có quân tiếp viện khi cần thiết. Một tù nhân tên Valery thừa nhận, các chỉ huy để chúng tôi chết như rác thải, trong khi chính họ đang phải phớn ở đâu đó ngoài kia. Khi chúng tôi bị làm tù binh, đồng đội phía sau bắt đầu bắn vào người chúng tôi. Tôi đã bị bắt và nhờ đó mà tôi vẫn còn sống, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đối với các quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine muốn sống sót, quân đội Nga đã phân bổ một kênh liên lạc riêng. Đây là tần số vô tuyến đặc biệt 149200 với ký hiệu gọi đặc biệt Volga. Trên đó những ai muốn hạ vũ khí và đi về phía Nga sẽ nhận được hướng dẫn chi tiết về cách đầu hàng. Cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Donetsk, Igor Klimkovsky nói rằng, các chỉ huy Ukraine cũng đang dò la tần số Volga. Các chỉ huy sẽ trừng phạt những quân nhân có ý định đầu hàng và cố gắng sử dụng tần số để liên lạc với các vị trí của Nga. Kênh Raba đưa tin, ngày 13 tháng 4, Nga đã hoàn toàn kiểm soát Berdychi, tuyến phòng ngự tạm thời mà Kiev thiết lập sau khi tháo chạy khỏi Avdivka. Berdychi đã hoàn toàn thất thủ, Nga chính thức đập tan ý định giành một chiến thắng danh dự của Ukraine tại Avdivka sau khi tiến hành phản công dữ dội. Đã có lúc Nga chỉ còn giữ 10% Berdychi, nhưng cuối cùng lực lượng Moscow đã lội ngược dòng thành công kiev đã đổ vào đây những đơn vị tinh nhuệ nhất xe tăng Abrams, xe chiến đấu bộ binh bradley những vũ khí tốt nhất của mỹ và kết cục đã bị đánh bại hoàn toàn và nhận về một tổn thất cực lớn về người và thiết bị quân nga đang vây đánh khu định cư novo kalinove và đạt nhiều tiến triển tại semeniske họ vẫn đang quyết chiến với ukraine ở khu vực trung tâm pháo và bom hạng nặng vẫn liên tục được thả xuống ngày đêm một vùng lãnh thổ lớn nằm giữa toninke và vodiane đã được nga kiểm soát Bom đã được ném xuống Umaske và Họ đang tiến rất gần phòng tuyến tiếp theo của Ukraine, đặt dọc theo con sông Dona. Chỉ huy tiểu đoàn lực lượng đặc biệt của quân đội Ukraine, Pablo Kurilenko, trong cuộc phỏng vấn với tờ Telegraph cho biết, nếu không có sự trợ giúp từ phương Tây, các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không thể đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Nga và có thể rời khỏi các vùng lãnh thổ ngay sát sông Donetsk. Chỉ huy Kirilenko cho biết chúng tôi sẽ phải hứng chịu cuộc tấn công toàn diện và mạnh mẽ. Chiến tuyến sẽ mở rộng và chiều sâu của nó sẽ tăng lên. Chiến tuyến sẽ trải dọc theo sông Đơ Nhép và chúng tôi sẽ mất lãnh thổ tới tận đường danh này. Cái gọi là bước ngoặt hiện đang đến được tạo ra một cách giả tạo bởi các đối tác phương Tây của chúng tôi. Ngoài ra, ông Kurilenko gọi tình hình cung cấp đàn pháo cho lực lượng vũ trang Ukraine là khủng khiếp vì vũ khí phương Tây dành cho các đơn vị Ukraine đang cạn kiệt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu tháng này ký thông qua luật hạ độ tuổi huy động quân cho nhiệm vụ chiến đấu từ 27 xuống 25. Ông cũng ký đạo luật yêu cầu có thêm đánh giá y tế với nam giới thuộc diện miễn nghĩa vụ quân sự vì khuyết tật. Tuy nhiên, quyết định này được cho có thể làm đảo lộn cuộc sống của hàng nghìn nam giới trẻ tuổi Ukraine. Yegor Gomchenko, chủ tiệm bánh ở miền đông Ukraine, sẽ bước sang tuổi 25 vào tháng tới. Anh cho biết, vợ mình là chị Amelia nói rằng sẽ làm tất cả mọi cách có thể để anh không phải nhập ngũ nếu có lệnh triệu tập. Hàng chục người thân của quân nhân Ukraine hôm 11 tháng 4 đã tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội để phản đối dự luật huy động quân mới, trong đó bỏ điều khoản cho phép binh sĩ phục vụ đủ 36 tháng được về hậu phương nghỉ ngơi. Một số quân nhân cũng bất bình trước quyết định này. Dmitro, thành viên lực lượng tình nguyện Ukraine đang chiến đấu ở miền Đông cho biết, xuất ngũ là cần thiết để mọi người được nghỉ ngơi, nếu không nhập ngũ sẽ giống như chỉ có lối vào mà không có lối ra, ngoại trừ trở thành người tàn tật hoặc hy sinh. Khi nỗi sợ nhập ngũ ngày một lớn, không ít người đã tìm cách chạy trốn khỏi đất nước. Một kẻ buôn lậu có biệt danh Star cho biết đã giúp nhiều đàn ông trẻ tuổi Ukraine chạy qua biên giới phía Tây để tới châu Âu. Người này tuyên bố động lực chính là cứu sống những người trẻ tuổi. Oleksandr Manchenko, nhà báo 26 tuổi đến từ Kharkov, thường xuyên đưa tin về cuộc chiến, lưu ý những khó khăn mà ông Zelensky phải đối mặt khi muốn hạ tuổi tuyển quân. Marchenko nói, nghe có vẻ sao rỗng, nhưng những người trẻ tuổi chính là tương lai của đất nước. Có lẽ ông Zelensky từng nghĩ không cần huy động người trẻ, nhưng tình hình chiến sự hiện tại không cho phép chúng tôi có lựa chọn xa xỉ như vậy. Cựu quân nhân Anh Son Piner, người từng chiến đấu bên phía Ukraine và bị người Nga bắt giữ ở Mariupol vào năm 2022, đã thắng kiện trước Nga. Tuy nhiên, Piner mới chỉ đệ đơn kiện lên tòa án quận Solomiansky ở Kiev, nơi có thể dễ dàng ra phán quyết có lợi cho anh ta. Tòa này đã yêu cầu bồi thường tài chính cho hành vi tra tấn PN khi bị Nga giam giữ. Tờ Daily Mail của anh lưu ý, Moscow nhiều khả năng sẽ phớt lờ quyết định này. Vụ việc có thể tạo tiền lệ cho nhiều tù nhân chiến tranh nộp đơn khiếu nại Nga hơn, nhưng họ sẽ rất khó nhận được tiền nếu Ukraine không có lợi thế trên chiến trường, cũng như trên bàn đàm phán. Bản thân Piner đã nói trong một bài bình luận với giới truyền thông rằng anh ta dự định tiếp tục vụ kiện của mình tại tòa án Anh. Piner và Aslin được thả khỏi nơi giam giữ ở Nga vào tháng 9 năm 2022 sau 5 tháng bị giam ở đây. Họ cáo buộc rằng cuộc tra tấn trong trại giam có thể kéo dài vài giờ. Các tù nhân bị điện giật, bị đâm và bị kết án tử hình. Trên thực tế, sau khi ra tù, cả hai vẫn khỏe mạnh bình thường. Phía Nga từng đăng một đoàn khá thú vị về cựu tù binh Aslin. Trong video, người quản giáo đã yêu cầu anh ta hát quốc ca Nga. RT đưa tin, lực lượng phòng vệ Israel ngày 14 tháng 4 cho biết Iran đã phóng hơn 200 máy bay không người lái và tên lửa vào lãnh thổ Israel. Israel tuyên bố đánh chặn hầu hết tên lửa Iran, chỉ một căn cứ quân sự duy nhất bị thiệt hại nhỏ về cơ sở hạ tầng. Về phía Iran, nước này tuyên bố cuộc tấn công quy mô lớn chống lại Israel đã thành công, đồng thời khẳng định đã tấn công và tiêu diệt một số mục tiêu quân sự quan trọng. Tuy nhiên, họ không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào. Iran cáo buộc Israel thực hiện cuộc không kích vào lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damas của Syria hồi đầu tháng này. Cuộc tấn công đã khiến 7 sĩ si quan của lực lượng Quát thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, trong đó có hai tướng lĩnh cấp cao thiệt mạng. Sau vụ tập kích, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đối thủ của ông trong cuộc bầu cử tháng 11 đã thể hiện sự yếu đuối ở Trung Đông, dẫn đến việc Iran tấn công Israel. Ông Trump cũng nhiều lần cáo buộc ông Biden có cách tiếp cận mềm mỏng đối với Iran Ông tuyên bố, sự yếu đuối mà chúng ta đã thể hiện là không thể tin được và vụ tấn công sẽ không xảy ra nếu tôi còn nắm quyền. Trong khi đó ông Biden đã hội ý tại Nhà Trắng cùng nội các gồm các cố vấn an ninh quốc gia và quân sự chủ chốt. Sau đó ông Biden tuyên bố trên mạng xã hội X rằng cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel trước các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này vẫn vững chắc. Hãng thông tấn Fars của Iran dẫn nguồn từ lực lượng vũ trang Iran cho biết Quân đội Iran đang theo dõi phản ứng của Jordani trước cuộc tấn công của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào Israel. Nếu Jordani hành động thì nước này sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel xác nhận Iran đã phóng máy bay không người lái về hướng Israel. Lực lượng phòng vệ Israel thông báo rằng các hệ thống phòng không và bản thân lực lượng vũ trang của đất nước đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ. Truyền thông Iran cũng đưa tin có tên lửa hành trình và đạn pháo đã phóng về phía Israel. Trang tin chính trị Mỹ The Hill ngày 14 tháng 4 đưa tin, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Marsha Blackburn kêu gọi Mỹ tấn công trả đũa Iran sau khi Israel tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa hành trình nhằm vào Israel. Bà Blackburn viết trên nền tảng mạng xã hội X, Iran đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào Israel. Gửi tới Tổng thống Mỹ, chúng ta phải hành động nhanh chóng và tiến hành các cuộc tấn công trả đũa quyết liệt vào Iran. Bài đăng của thượng nghị sĩ Blackburn cho thấy, áp lực mà tổng thống Mỹ Joe Biden có thể phải chịu từ một số thành viên Đảng Cộng hòa ở Quốc hội, trong bối cảnh lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn. Trước khi Iran không kích Israel, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Andrea Nagawasan nói rằng, cuộc tấn công của Iran có thể sẽ diễn ra trong vài giờ tới.